Xin chào anh chị em nghệ nhân và các bạn đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Nội dung video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách thuần con chim chích và than bổi mới bẫy trong rừng về, hoặc là các bạn mới mua về. Cái dòng này nó cực nhát nha các bạn, nhưng không sao. Đây, với 20 năm kinh nghiệm mình đã chia sẻ cho bạn cái cách thuần con chim than này không bị tật lỗi. Con chim chích và than này thường nó dính vào những cái lỗi này, ngoái ngửa nè các bạn, mù mắt nè, lộn mèo nè, nó hay, rất là hay bị ở trên cái dòng chim này. Với lý tại sao, lý do dòng chim này hay bị thì những video tiếp theo mình sẽ ra cho các bạn xem tại sao những cái con này hay bị như vậy. Còn nó hay bị mù mắt thì đã có video rồi, bạn nào nhấn chuông theo dõi sẽ thấy những cái video đó xuất hiện. Các bạn, con chim chòe than và con hỏa mi đất, hỏa mi mình á, hỏa mi hót á, là nó cực nhát, siêu nhát luôn các bạn. Đúng tới lồng nó nhảy bụp 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 bụp. Nếu các bạn nuôi không đúng cách, nó sẽ tuét đầu, tuét mỏ, nó chỉ còn hai con mắt lồi ra ngoài luôn. Đó. Những bạn nào đã nuôi rồi thì biết, những bạn nào chưa nuôi, đừng bỏ qua chi tiết nào trong video này để các bạn có một con chòe than đẹp giống như hai con chòe than vừa hót ở đầu video. Đây mình có hai con đây các bạn. Con chòe than này là chòe than nuôi 3 năm rồi, nhưng mà cái dòng này đúng tới lồng nó vẫn nhảy, nhưng nhảy nó không bị tuét đầu, không chảy da tróc mỏ, không bị xù lông, có nghĩa là không bị hư con chim, chứ đúng tới lồng nó vẫn không có dạng nha các bạn. Nếu mà bạn nuôi chim bổi á, còn nếu mà nuôi chim con lên thì nó khác đó các bạn. Đúng tới lồng là vẫn nhảy, nhưng mà nó không có nhảy bụp bụp, nó không lao ầm rùng giống như chim bổi. Chút xíu mình sẽ thả cái con này vào cho các bạn xem nó nhảy như thế nào. Các bạn, có rất là nhiều bạn rồi thích cái con chòe than này nhưng khó thuần hóa quá, chán, đụng tới lồng nó nhảy bụp bụp, mai mốt rồi cứ thấy cái mỏ nó lõm vào đây, máu me tùm lum, rồi hai con mắt, có không các bạn? Chính xác luôn. Những bạn nào đã nuôi rồi sẽ thấy, sẽ biết. Không để các bạn chờ lâu, mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách thuần hóa nó không bị tật lỗi nha các bạn. Đây mình có một con than mái nè. Thứ nhất, nếu các bạn muốn thuần một con than trống, gặp cái con than trống nào mà khó cứng đầu, các bạn phải mua thêm một con mái, rất là nhanh dạn. Yes, bạn thử coi con trống nó nhảy cái nào nhảy, nhưng mà nó thấy con mái nó vẫn dê nha các bạn. Vẫn tực 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 cái đuôi lên, nhưng mà mái cũng phải mái thuộc, còn mái mà mái bổi nên nó nhảy âm đùng ghê lắm đó. Nên các bạn gặp con than nào mà hót hay, thường á bổi già rừng thì nó mới hót hay, nó mới líu chòe hay lắm. Còn chim chuyền, chim con nó không có bằng già rừng nữa các bạn, nhưng mà già rừng nó lại có cái nhát cực nhát, siêu nhát. Nhưng không sao. Các bạn theo dõi kỹ ha. Đây mình có một con chim bổi này các bạn. Cái trường hợp chỉ mái này là trường hợp đặc biệt nha. Anh nào mà cứng đầu quá thì các bạn phải làm mua một chỉ mái. Ở đây mình có một cái lồng không nè các bạn. Một cái lồng không. Ủa, áo lồng sao rách tơi tả nè. Đi nhà xuống đây rách. Đây các bạn. Các bạn lựa nuôi con chim chòe than, tốt nhất các bạn phải lựa lồng tròn và lồng bằng cây, chứ đừng có lựa bằng lồng bằng sắt, nó sẽ dễ hư chim nhé các bạn. Cái lồng này thì nó có hai, thường á nó sẽ có hai cỡ, một loại là nan thưa vầy, một loại là nan khít, một loại là nan thưa hơn nữa, giống như cái này đây các bạn. Tốt nhất các bạn cứ lựa cái loại lồng này, cái cây nan nó bự, ở chim ba mùa rồi đó các bạn, còn bay về đó. Bạn vừa thấy nó hót đó. Các bạn nên lựa cái nan nó bự, càng bự càng tốt. Thứ nhất là con than thấy vậy cho nó mạnh lắm, nhảy bụp 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 bụp. Bạn ra tiệm bạn có thể hỏi mua cái lồng than thì người ta sẽ tư vấn cho các bạn ha. Còn cái lồng không có nên bự quá nhé các bạn. Các bạn nếu mà các bạn mới chơi, các bạn nên đếm cái nan này từ 60 nan, 64 nan trở về thôi. Các bạn cứ ra đếm cái nan lồng,
Bạn đi mua bất kỳ một cái lồng nào, các bạn đếm nan, đi tới tiệm chim, người ta sẽ bán đúng cho các bạn. Như cái lồng này là 64 nan, các bạn muốn mua áo trùm 64 nan ra, người ta sẽ bán cho bạn áo trùm 64 nan vừa y. Còn cái lồng này 60 nan, nó cách nhau 4 nan nha các bạn. 56 là nhỏ hơn, 60 vừa vừa, còn cái như cái này là 64 này các bạn. 64 nan cũng hơi bự, nhưng mà các bạn nuôi 60, 56 là vừa các bạn. Còn 52 thì nó nhỏ quá, nó có 52 nan nữa, nó nhỏ quá nha các bạn, mà nuôi vậy là vừa. Ok, cầu gắn cho con thang các bạn chỉ gắn một cầu thôi để tránh tật lỗi nha các bạn. Tại mỗi lần nó hót cứ đứng tực, nó sàng qua sàng lại vậy này thì nó đỡ nhảy. Các bạn gắn nhiều cầu nó nhảy dữ lắm, mà nó dễ bị lỗi nha. Rồi bây giờ mình sẽ thả con chuột thang này vào làm cho các bạn xem. Đây là chuột thang bổi nha các bạn, được chưa, cắn luôn rồi. Những gì mình biết mình chia sẻ lại các bạn, bạn xem xong bạn làm theo thấy hữu ích nhớ cho mình một like, thấy hay nhớ chia sẻ lại cho bạn bè của các bạn nha các bạn. Đây mình có một con chim thanh bổi, mình thả vào cho các bạn thấy cảm giác con thanh bổi nó nhảy như thế nào nha các bạn, rất là mạnh. Bắt đầu đó, tối ngày là nó tung cái đầu vào cái lồng này đó, các bạn thấy không, nó bay không ngừng nghỉ luôn. Đó, nhủi nhủi hoài đó các bạn, đó nhủi liên tục không có ngừng nghỉ, nhủi bụp bụp luôn. Đó các bạn, rồi mình sẽ bắt nó ra. Đó, nếu như các bạn để lâu mà tình trạng mà nó nhủi như vậy là nó sẽ tết mỏi nha các bạn. Không, no nha, không làm vậy. Đây các bạn, đầu tiên các bạn lưu ý khi mới bắt con chim bổi trong rừng về, hoặc là các bạn mới mua ở tiệm về, hoặc là ai cho tặng bạn, bạn mới đưa về nhà, các bạn làm liền mới được. Còn mình nuôi lâu rồi á, tốt nhất cấm kỵ, không nên bắt con chim ra nha các bạn. Bắt con chim ra nó nhát, mà hai nữa nó xù lông xù lá, nó xấu lắm, nó thấy mặt mình nó nhớ. Con chim nó rất là hay. Đây các bạn, nó có hai cái cánh còn đầy nguyên vẹn đây. Có một cái cách thuần nữa là nhổ cánh, tuyệt đối không nên đi các bạn, nó thấy mặt các bạn nó sẽ nhớ. Đó, có rất là nhiều cái hồi mình còn mới chơi mình không biết, mình nghe mấy lão tiền bối nói là nhổ cánh con chim, nhưng mà cái dòng này bạn nào đã thử rồi thì sẽ biết, bạn nhổ đi, mỗi lần thấy cái mặt bạn nó tung bụp 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 bụp, nhưng mà bạn làm cái cách này không bao giờ nó căm thù bạn, nó ghét bạn. Tại sao mình lại dùng cái cọng thun, cái cọng dây thun này các bạn? Nếu như các bạn nuôi chừng một tháng là dây thun này sẽ tự đứt, nó tự bở, nó tự đứt, tự oxy hóa, tự đứt nha các bạn. Còn nếu như các bạn muốn nhanh hơn nữa, bạn cho con chim này tắm nước chừng 2 tuần, dây thun sẽ tự đứt ra. Mà con chim không biết, mà mình cũng không biết luôn. Để nó bình thường vậy à các bạn, nó nghĩ là cái dây thun nó đang buộc như vậy nó không có bay được, nó sẽ không nhảy nha các bạn. Các bạn nhớ nha, các bạn cầm cái đầu cánh không có buộc một cái cánh nha, nhẹ nhàng cuốn chừng dây thun đen thì nó đẹp, không thấy chừng 3-4 vòng gì đó căng cứng. Ok, bạn cứ nuôi bình thường, là một tháng là dây thun này nó tự đứt. Cứ phơi nắng này là cứ cho nó nhảy qua lồng tắm là nó nhanh hơn nữa các bạn. Bắt đầu bỏ vào các bạn, nó không có bay được, nhưng mà chút xíu vẫn đứng lên cầu nha các bạn, để ý nha. Nó rất là khôn, của chim nó rất là khôn, các bạn thấy không, đứng im liền không. Chút xíu này nó sẽ đứng lên cầu cho các bạn xem, rất là đơn giản nha các bạn. Một tháng sau con than đó
nó ngăn ngửa những con than này. À, còn cái cách vào lửa cho con chim trời than á, và vào cám cho nó rất là đơn giản như các bạn. Dòng này là nó ăn sâu. Như con chim thuộc á, thì mình bỏ hũ sâu riêng và hũ cám riêng. Con chim bổi với các bạn, đây cái dòng sâu này đây, các bạn sẽ trộn 50-50 sâu và cám lộn xộn với các bạn. À, các bạn sẽ đổ 50 cám 50 sâu lộn xộn vào, con chim nó ăn hết sâu nó sẽ ăn sang cám. Vào cám cái dòng này thì rất là nhanh, à, chừng tháng 2 tháng là nó biết ăn cám rồi. Các bạn, cám thì nó có hai loại cám, một là cám bột hay là cám hạt, còn cho ăn loại nào cũng được. Nhưng nhớ lửa đúng cám chòe than chòe lửa nha các bạn, thì cái mùi đó khác cái mùi cám khác nha. Có nhiều bạn mua cám chòe màu về cho chòe than chòe lửa ăn nó khác mùi các bạn. Ở trong cám chòe màu nó có cái vị khác, cám than lửa nó có vị khác, các bạn lưu ý điều đó nha. Rất là đơn giản ha. Đây là vào cám rồi, còn vào lửa cho nó thì cái chòe than này á nó rất là khó mất lửa, nhưng mà cái hồi nó mất lửa rồi đó các bạn, rất là lâu lên, nên mình đừng có làm cho nó căng lửa quá làm gì. Mình cứ nuôi đam mê mà mình nuôi từ từ nó sẽ hot. Đó, giống như hai con của mình đây, có hồi nào có thuốc kích cám kích gì đâu, chỉ ăn cám trứng bình thường thôi. À, và nó sâu cho nó tương đối đều đặn như các bạn, không có sâu nó sẽ không hot các bạn. Đây con chòe than mồi của mình này, à, một củ cám một củ sâu, đơn giản vậy. Nhưng quan trọng của con chòe than là nắng các bạn. Nắng các bạn lưu ý chỉ 30 phút từ 7 giờ rưỡi tới 8 giờ thôi, không có lâu quá, lâu quá nó sẽ mù mắt đó các bạn. Những gì mình biết mình chia sẻ đây cho các bạn. À, ai thấy hữu ích cho mình một like, ai có bình luận gì để lại dưới video, mình sẽ phản hồi bằng video sớm nhất. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Rồi, xin chào ạ.